Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, mũ nổi xanh là tên gọi khác của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vì những người chiến sĩ tham gia lực lượng này đội chiếc mũ nổi màu xanh quen thuộc, biểu trưng cho hòa bình. Gìn giữ hòa bình là một cơ chế đặc biệt của Liên Hợp Quốc triển khai để thiết lập sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại những quốc gia đang bị chia rẽ, xung đột. Hoạt động gìn giữ hòa bình bao gồm cả hoạt động quân sự và dân sự nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, hỗ trợ chính trị cần thiết, khôi phục, kiến tạo một nền hòa bình ổn định và lâu dài. Trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có hai loại hành chính bao gồm các phái đoàn quan sát không được trang bị vũ trang và các đơn vị bộ binh được trang bị vũ khí. Để tham dự hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam là tiền thân của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bộ Quốc phòng đã tổ chức đào tạo sĩ quan chuyên môn tham mưu, quân y, công binh và sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát tuyển dụng vào Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam để làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Người chiến sĩ được vinh dự đội lên đầu chiếc mũ nổi màu xanh, ngực áo mang hình lá cờ đỏ sao vàng làm nhiệm vụ tại những đất nước xa xôi, đều phải trải qua các cuộc tuyển chọn và đào tạo gắt gao. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2012, đánh dấu bước đi đầu tiên của Việt Nam trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khi Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã xây dựng đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động này. Đề án này được Bộ Chính trị thông qua tại phiên họp vào ngày 17 tháng 11 năm 2012. Trên cơ sở đó, ngày 27 tháng 11 năm 2013, Bộ Quốc phòng đã xây dựng đề án về Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã ký quyết định thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ban đầu, Bộ Quốc phòng chỉ định thành lập một tổ công tác gồm 5 đồng chí do Đại tá Hoàng Kim Phụng làm tổ trưởng để tiến hành các công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, chuẩn bị và triển khai lực lượng, chỉ huy và điều hành toàn bộ lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong gần một thập kỷ trước đó, Bộ Quốc phòng đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho việc tham gia hoạt động này. Mọi việc thực chất đã bắt đầu từ năm 2005. Đảng và Nhà nước đã nghiên cứu về việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, cử các đoàn công tác liên ngành gồm các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Công an, Lao động, Tài chính làm việc với Cục gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đi thăm, khảo sát thực tế phái bộ gìn giữ hòa bình tại Haiti và Nam Sudan. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cử nhiều đoàn công tác tới các nước để nghiên cứu, học tập mô hình, cơ chế, kinh nghiệm để chuẩn bị và triển khai lực lượng. Với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, gần 200 cán bộ công binh, quân y đã được đào tạo tiếng Anh, kiến thức và quy trình cần thiết với hoạt động gìn giữ hòa bình. Sau đó gần một năm, ngày 27 tháng 3 năm 2014, Bộ Quốc phòng đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Đại tá Hoàng Kim Phụng làm Giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2014, Bộ Quốc phòng đã cử hai sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với vai trò sĩ quan liên lạc tại phái bộ Nam Sudan. Nói về mục tiêu, vai trò của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cố Đại tướng Phùng Quang Thanh lúc đó cho biết, Trung tâm ra đời nhằm thực hiện đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng đóng góp vai trò có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế và tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngay từ bước tuyển chọn, Đại tá Hoàng Kim Phùng từng chia sẻ, việc tuyển chọn người diễn ra trong toàn quân, tuy nhiên, các chiến sĩ đặt yêu cầu chủ yếu trưởng thành từ những đơn vị có kinh nghiệm về đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, họ phải vượt qua quá trình kiểm tra khắt khe về năng lực, ngoại ngữ, hàng trăm người mới chọn được một người. Các yếu tố then chốt của một chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam, đầu tiên là phải giỏi ngoại ngữ, đồng thời đạo đức của sĩ quan phải thể hiện là sứ giả của Quân đội Nhân dân, đem hình ảnh dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam đi ra với cộng đồng quốc tế. Hai là năng lực quân sự phải đáp ứng yêu cầu cao để làm việc với môi trường đa quốc gia, chứ không đơn thuần như các đơn vị trong nước. Sĩ quan phải hiểu biết sâu rộng về đối ngoại quốc phòng, có khả năng hiệp đồng với sĩ quan nước khác, cũng như quân đội, chính quyền, nhân dân nước sở tại, giỏi thuyết phục, đàm phán, tổ chức các hoạt động với nhiều lực lượng. Thứ ba, sĩ quan phải am hiểu luật pháp quốc tế, phong tục nước sở tại, tuân thủ những nguyên tắc mà Liên Hợp Quốc đưa ra khi làm nhiệm vụ.
các sĩ quan được cử đi phải vừa học vừa làm, nhưng họ đã biết tận dụng uy tín đất nước, quân đội Việt Nam để thuyết phục các lực lượng phe phái khác nhau chấp nhận công tác giải quyết các vấn đề mà Liên Hợp Quốc cần triển khai ở địa bàn. Khó khăn đối với những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam là rất nhiều, bởi đây là lĩnh vực Việt Nam mới tham gia nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự bất đồng về ngôn ngữ đã khiến nhiều chiến sĩ gặp khó khăn. Mặc dù trước khi đi, các sĩ quan đều được tập huấn, có bản mô tả công việc nhưng thực tế làm việc ở địa bàn bất ổn, xa lạ, nên phải linh hoạt kiêm nhiều việc. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tham gia, vượt qua khó khăn, sĩ quan thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Quốc của Việt Nam luôn được đánh giá cao về hiệu quả công việc cũng như tinh thần trách nhiệm. Làm nhiệm vụ tại nơi có nhiều xung đột bất ổn, nguy hiểm đến tính mạng, theo quy định của Liên Hợp Quốc thì sĩ quan được áp dụng quyền từ chối thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an toàn tính mạng. Song các sĩ quan Việt Nam chưa áp dụng quyền này một lần nào. Chính những điều này của các chiến sĩ mũ nổi xanh đã góp phần gìn giữ hòa bình và mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò quốc tế của mình, đồng thời tuyên truyền đường lối đối ngoại hội nhập nhưng độc lập tự chủ và đặc biệt là không can thiệp vào nội bộ của nước khác theo nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Khi tham gia lực lượng mũ nổi xanh, binh sĩ, sĩ quan sẽ được tiếp xúc và có cơ hội thực hành nhiều hình thức tác chiến khác nhau. Chính vì vậy, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ giúp chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cũng là một loại hình ngoại giao chính trị đặc biệt, được coi là lực lượng bảo vệ tổ quốc từ xa trong thời bình. Có thể nói, sự ra đời của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, nay là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, vào ngày 27 tháng 5 năm 2014 là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo chia sẻ của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ của Liên Quốc góp phần thực hiện hóa cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, đồng thời khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao của nhà nước. Một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là khát khao lớn của toàn nhân loại, là mục tiêu cao cả mà mỗi quốc gia đều mong muốn hướng tới, giúp đỡ bạn là giúp đỡ mình, để cuộc sống hòa bình trở lại trên những vùng đất vốn đã khô cằn lại bị tàn phá bởi chiến tranh, là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cả trong đối ngoại và hợp tác quốc tế, cũng là khát vọng và truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục xây dựng hình ảnh Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.